What's up, xin chào tất cả các bạn, mình là Sắc Ven đây và hôm nay chào mừng các bạn đến với thử thách một góc Gen Soman Quỷ Cưa. Mình cùng nhau ở đây với Tôn Gà TV và Huy Núp. Bây giờ chúng ta có rồi ơi, có cái một góc ở giữa chúng ta là Pochita nè mấy ông ơi. Đập đi. Ok, đập nè. Ê, hãy coi được gì. Trời ơi, mấy cái blocker đang len tùm lum tùm la à. Ôi, Tôn Gà nó rớt. Trời ơi, kì với Tôn Gà. Ok, đập tiếp nè. Trời ơi, mấy ông nè, mở rộng cái chỗ này ra chút nè mấy ông ơi. Ok. Giờ đập tiếp. Không biết coi mong sẽ ra được cái gì thú vị không trời. Ok, ra nè. Trời ơi, không biết chế ra cái gì thú vị không nè. Ôi. Ủa, có một bộ trai hả? Hello. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Trời ơi! Gì mới cái Pochita kỳ vậy mấy bạn? Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta... cái đảo Pochita bên kia luôn kìa mấy ông ơi. Ủa mà sao nó bị khóa vậy? Ủa, cách nào để cho nó hết bị khóa? Mấy ông ơi! Nó địch giải khóa kìa. Vậy chúng ta qua thôi nè mấy ông. Nhanh bị block em. Ok, mấy ông cứ đập cái block đó, sau đó đưa tôi nha. Tôi sẽ bắt đầu qua là let's go mấy bạn ơi. Rồi, vô tới rồi mấy ông ơi. Ôi, lên vô cái lưỡi của Pochita nè mấy ông ơi. Bây giờ chúng ta vô lửa lách cho tao các bạn. Let's go. Đây trong phòng gì hả? Không biết hả? Ủa, không biết luôn. Nè, sao vậy mấy ông? Tôi mẻo vậy cho. Ôi trời ơi, có Pochita gì làm sao kìa. Ôi, sao còn con vậy? Sao nó ăn được không vậy? Trời ơi, nó ăn được khúc gỗ luôn mà. Ghê vậy. Ôi, chạy. Ôi có một Pochita nó ăn nguyên cái sàn nhà luôn kìa. Ok, chắc xong á. Ôi ôi trời ghê vậy. Ủa mà này Pochita này là sao vậy ta? Cái gì? Ôi trời. Mình trở lại cho bình thường rồi. Ôi từ mấy ông từ phải không? Ở bên trái là tôi có con Pokemon Pochita gì nè. Hay vậy. Huy nút này thiệt tình chứ. Vậy là chúng ta phải tiến qua con Pochita này. Sau đó chúng ta từng cái đảo rồi sau đó chúng ta sẽ tới cái hòn đảo cuối cùng bên kia các bạn. Bây giờ nó hơi mờ ảo rồi. Các bạn thấy cái hình là hiểu rồi đúng không? Ok. Bây giờ chúng ta cứ đập lớp kim block này tiếp đây. Rồi một block này xem có gì nè. Cái thằng tôi gà này. Đập lớp kim block chứ phải đập Huy đâu. Ok. Đập tiếp nè. Biết kìa gì? Gì đây? Dạ. Trời ơi. Đây là... Trời ơi. Bị rớt rồi. Trời ơi, trời nói chung á là tôi có thể cho con Pochita của tôi ăn cái kẹo này nè gà. Thì nó có thể ăn nâng cấp á. Ăn là cái gì vậy, lên cấp hả? Đúng rồi, đâu thì thử coi nè. Pochita ơi, ra đi. Ôi, Pochita ra nè, giờ cho mày ăn nè con. Ủa, Pochita lên level 17. Ủa, nó học được chiêu gì nè, rock smart tùm lum nè. Ok, okay, cho mày thay cái chiêu counter đi. Ok, đó. Rồi, ăn tiếp nè Pochita ơi, ăn tiếp cho mạnh khỏe nè. Đi. Trời, nó vui vậy trời. Ok. Đây, thêm nè. Có thêm nhiều chiêu nữa nè. Level 40. Vậy là xong rồi. Giờ nãy mình đào thêm chứ có thêm mấy cái này nữa nè. Có nhiều chiêu chứ. Trời đào thêm chiêu này đi. Rồi, được rồi. Ok, Pochita vô lại nè. Rồi ơi, giờ chúng ta có thể là ta đánh mấy con kia đó kìa ơi. Rồi, bây giờ mình đi đánh đi. Nhưng mà giờ đào tiếp theo rồi. Ai bị súng nè, mạnh quá. Bên kia là đảo của công vậy. Chúng ta đánh với quỷ máu bên kia đi. Ok. Đâu gà, chúng ta đập tiếp à. Cái gì là sao? Có cái đầu con sói gì, con cáo gì hả? Con cáo đây là quỷ cáo nè. Trong phim là cái ông Aki, ông Dùng á. Ủa, bên này làm gì ra tao đi thử coi. Con ơi. Ôi, nó tỏ ra một cái đường đi kìa. Ghê vậy. Ủa, đợi. Ghê vậy. Ok, lên vậy chúng ta có cách để mà chúng ta đi tới đảo kia rồi. Chỉ cần bắn cái này coi. Ủa mà sao cái này nó bắn rồi ta? Hơi cao quá. Ok, lên chung là mấy ông ơi. Ok, chúng ta có cách lên. Chúng ta đi nhanh rồi. Ok, rồi tạo một cái đường ở đây nè. Ok, rồi sao bắn xuống à. Lên. Ok, tới với đảo của quỷ máu thôi. Ok, chúng ta tới mấy ông ơi. Bật vô quả. Qua. Trời ơi, giờ sao mà quỷ máu nó cao dữ vậy. Ok. Ê, mình thử thẳng đấu nó thôi coi. Chắc được á gà. Được á. Ok, thử nha. Ok, Pochita ơi, ra đi. Hay cha. Mấy ông ơi, ở giữa phòng kìa, như tới là quỷ máu á mấy ông. Ghê quá vậy. Quánh chạy ơi, trời phải đấu Pokemon chứ không phải quánh mấy cha này. Là quánh Pokemon. Ok, giờ để tôi cho. Ok, quỷ máu ta thách đấu ngươi bằng Pochita. Let's go. Ok, bây giờ mình đánh với quỷ máu nè.
Miễn máu thì mình sẽ dùng chiêu đây. Oh, Force Ball. Ok, dùng chiêu đó đi, Pochita ơi. Rồi, gì? Miễn máu dùng Lia. Ơ, trời, giảm sức phòng thủ của Pochita xuống rồi. Ông được, Force Ball. Oh, chi mạng luôn, ghê vậy, ghê vậy. Ok, ok, nhân dịp này thì mình nên dùng mũ điệu kiếm đi. À, mũ điệu của máy cưa để mà mình có thể... Ây da, ôi trời, nó cắn mình kìa nhưng mà nó không hiểu kinh nghiệm chứ. Ok, ok, hên hên hên. Rồi, à, mũ điệu kiếm rồi. Đường tấn công của Pochita được tăng lên rồi, let's go. Ok, mình sẽ dùng chiêu quick attack. Bom mẹ con. À, ha, ha, ha. Nhưng mà cái chiêu này nó không có nhiều cho. Ok, ôi nó cắn kìa, cắn kìa. Ok, giờ sử dụng chiêu Metal Claw, móng vuốt sắt nè. Có tên Pochita dùng chắc tao. Nhưng mà Pochita né được. Hay lắm Pochita ơi. Pochita quá giỏi luôn hay mà. Ok, ok, rồi bây giờ chiêu Metal Claw. Nó không có hiệu nghiệm lắm. Ok, sử dụng quick attack. Tấn công đầu tiên. Oh, ok, nó còn 680% mà mấy bạn ơi. Chúng ta làm được, chúng ta làm được, chúng ta làm được. Ok, chắc tao. Ô, nhưng mà Pochita né nữa rồi. Hay dữ. Quyết attack một lần nữa là bom. Và quỷ máu nó bị hạ cục rồi. Xong rồi. Ồ, để tôi bắt nó cho. Dạ, dạ, ổ gà, 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 ổ ôi trời ơi, quỷ máu kìa, ghê vậy. Kinh quá vậy. Thôi, thu phục cho lại nè. Rồi, 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 ok, hay lắm mấy ông ơi, chúng ta đã làm được hai thử thách rồi, bây giờ chỉ còn 3, 2 cái thôi. Kìa bà. Ờ, chúng ta tập Pokemon coi nâng cấp thử không biết được các bạn. Đâu, đâu, đập. Đâu, 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 nâng cấp thôi. Ô, tiếng Anh Chainsaw Man rồi nè. Yeah, yeah, hay không, hay không? Ok, 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 hay lắm, giờ biết tập nó sẽ được cái gì ta. Đâu, đâu, thử rồi, thử rồi, thử rồi. Ủa, tôi có mấy cái cưa nữa không? Ê, để chút, tôi quăng Pochita ra thử rồi. Pochita, ra đi. Ô, gầm ra kìa. Ok, bây giờ Pochita gầm thử cái cưa này coi. Ok, gầm thử nè. Ôi, trời, Chainsaw Man kìa mấy ông ơi. Ô, trời ơi. Ôi, sắp rồi. Trời, nó chịu hỏi ra, nó làm tổng tác. Ok, thu vô nè. Ê, rồi. Ủa, bên trái các bạn lên 170 luôn. Ok, hay lắm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi đi đánh con quỷ súng rồi các mấy ông ơi. Let's go. Rồi, đi thôi, đi. Bây giờ tôi sẽ thách đấu quỷ súng nha mấy ông. Rồi, let's go. Okay. Quỷ súng, thách đấu người. Ê, cha. Ê, cha. Ôi, gà ơi. Quỷ ơi. Hai con quỷ súng lớn. Ê, gà, gà, gà. Thấy là ông sử dụng cái con quỷ máu của ông đây. Kết hợp với con quỷ cái đầu cơ. Đánh nó đi, đánh nó đi. Ok, được rồi. Ok, ông lấy đánh con bên phải, tôi đánh con trái nha. Ok, let's go. Vô lên, vô lên. Ok, vô đánh như hai tôi nói nè kìa. Rồi bây giờ thì okay, okay. Ê, kìa, kìa, tập trung cái con bên phải kìa. Tập trung cái con yếu máu hơn á. Ok, tôi sử dụng hai sub kick lên cái con này. Đó, là 139 á. Giờ chúng ta hãy đánh nó trước đây. Ok, mày à con. Quay được con hit luôn, ghê vậy. Ồ, rồi, một hit chơi là nó chết luôn. Rồi, giờ còn một con thôi. Đó là quỷ súng level 70. Ôi trời kìa. Con vô mém chết luôn kìa. Tôi còn một máu vậy. Ghê vậy. Gà gà, ông dụ sử dụng chiêu gì để mà đi bóp đi. Rồi, ok, để tôi coi, để tôi coi, để tôi coi. Ok, ok, tôi sẽ sử dụng. Kích đâu, kích đâu. Ok, hai xong kích cho con này nè. Rồi, cho. Rồi, rồi, làm ơn đi, làm ơn đi. Trời ơi, con này con quỷ súng nó cũng mạnh lắm luôn á mấy bạn ơi, nhìn nó kìa. Bọn sao quỷ cưa mà quỷ máu phải làm được, mặc dù quỷ máu nó hơi yếu hơn chút. Chà, mất rồi đây con. Ok, hai xong kích, bom. Oh, nửa cây máu luôn rồi, hơn nửa cây máu. Gà hay lắm, hả gà. Ok, gần đây bộ sử dụng flamethrower kìa. Trời ơi. Ồ, oh, nó tăng lên ra ta đội tấn công bằng lửa nó. Trời ơi trời. Tôi đi rồi. Không đi rồi. Không sao, tôi có thể chịu được, đừng lo gà ơi. Vì với một đoạn cuối cùng này tôi sẽ có thể làm được bom. Yeah, thắng rồi. Woo. Yeah, hoàn thành rồi. Giờ chúng ta đi rồi khỏi đây thôi. Yeah, gà khỏi đây rồi. Bây giờ chúng ta hãy tập cái block rồi. Chắc có thể nó sẽ nâng cấp nè mấy bạn ơi. Ồ, đi rồi. Đây là gì là mấy ông gọi là Tóc Chainsaw Man đúng không? Đây là gì là Chainsaw Devil. Đây là hình dạng thật của Pochita đó. À, đẹp chưa, đẹp chưa? Ok, giờ đập coi không biết nó sẽ ra gì đây ta. Đập đập nè, đập. Ôi, cái gì đây? Cái tiền quỷ cưa. Wow. Không lẽ nào? Ok, Chainsaw Man ơi, ra đi, ra đi. Mày, ok rồi, chuẩn bị. Ta sẽ nhét cái này vô ngươi nha. Rồi, vô đây. Chà. Ôi trời ơi. Chainsaw Devil. Ok, vô nè. Ôi, hay lắm mấy ông ơi. Bây giờ chúng ta tới dây bão cuối cùng bên kia thôi. Ok, bây giờ mình đã tới hòn đảo rồi. Ủa, hòn đảo này là Chainsaw Man bị Makima điều khiển làm sao kìa. Nhưng mà không biết coi cái con mà mình sẽ phải đấu trong đây là con gì ta. Rồi, ok, ta thách đấu với người. Let's go. Ôi trời ơi, kia là quỷ địa ngục á mấy bạn. Ok, vậy đây là boss cuối cùng rồi. Rồi, ta sẽ thách đấu người. Let's go. Ok, các bạn ơi, chúng ta sẽ đánh nhau với quỷ địa ngục thôi nào. Let's go. Ok,
Bây giờ mình sẽ làm gì đây để mà đánh bà đó? Ok, giờ mình sẽ sử dụng chiêu hai sấm kích. Ok, bây giờ nhảy lên cho đánh cái là bom. Quỷ đã còn hit. Chăng rồi. Trời ơi, quỷ cưa mình mạnh quá vậy. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video một vlog trên showman này của mình nha. Các bạn hay đừng quên để làm like và đừng bình luận nhớ. Giờ thì bye bye, hẹn gặp lại nha. Bye bye.